chấp 187 thần sủng tiến hóa. Rũi. Hú hú hú. Hê, hey, 500 đồng. À à à. Ánh mắt sắc bén quá nha, con cá này nhìn có vẻ không chỉ 500 đồng thôi đâu. Thứ vịt ngu xuẩn não bé ghê tởm nhà ngươi, còn không mau thả ta về biển lại, nếu không ta nhất định cho ngươi biết cái gì là đau khổ, vịt hói. Con cá này nhìn có vẻ đang nói chuyện với tiểu hoàng, thực tế là nói cho mình nghe, vì nếu muốn nói chuyện với tiểu hoàng đâu cần nói, tiếng chung. Ngươi dám mắng ta. Các ngươi biết ta là ai không hả, dám làm vậy với ta, các ngươi sẽ phải gánh cơn thịnh nộ của biển cả, các ngươi sẽ nhận sự trừng phạt của phong bạo, đám phàm vật ngu xuẩn danh xưng quái vật, hải. Cấp bậc, cấp 50. Phẩm chất, tinh anh trên. Phẩm chất hiện tại phẩm chất đỉnh phong. Thuộc tính, hệ thủy. Năng lực, thân xác truyền thuyết level 4. Đứa con của biển cả level 4. Đặc tính, thực dị sức mạnh biển cả mãnh liệt lại sung mãn làm nó sở hữu sinh mệnh lực sung mãn siêu mạnh ở trong biển cả. Nhưng kỳ lạ sinh mệnh lực cường đại giúp nó có thể ăn mòn dị hóa sinh vật biển cả. Hiệu quả chủ động 1, sinh mệnh lực cường đại giúp nó dị hóa sinh vật biển. Hiệu quả 2. Sơ lược, quái vật chưa rõ sở hữu sinh mệnh lực sung mãn đặc biệt và mãnh liệt có thể làm sinh vật khác nhiễm và dị hóa. Ồ, cá đầu béo. Lại là một quái vật không nhìn thấy thuộc tính. Cho đến bây giờ số lượng quái vật hiển thị dấu hỏi trên thanh dữ liệu là cực kỳ hiếm, hơn nữa dấu hỏi này dường như liên quan tới quy tắc thần bí gì đó. Nếu như đổi thành người khác, không có năng lực này, cho dù nhìn thấy con cá đầu to này cũng sẽ coi là một con quái vật bình thường biết nói chuyện. Vì nó thực sự không có năng lực chiến đấu gì, có lẽ ưu điểm duy nhất là chịu đòn giỏi. Nhân loại ti tiện hạ đẳng nhà ngươi, còn nhìn lão tử nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Ngươi ăn nói kiểu gì với lão đại ta đó? Khoan đã, ta cảm thấy con cá đầu to này đang chọc giận ngươi đó. Tuy ta muốn tìm một quái vật hệ thủy ký khế ước, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của ngươi, không có năng lực chiến đấu gì, phế vật nguyên con. Nhưng mà, trông cũng đáng yêu, lấy ngươi về làm cảnh cũng không tệ. Đáng yêu cái quy quy, lão tử là hung thần ác sát giết người như điên. Vậy vừa hai ta cũng muốn thu phục một con ngự thú hung thần ác sát. Ngươi, đồ nhân loại giả hoạt ti tiện. Tiểu Hoàng, đưa con cá đầu to này ra ngoài tâm sự mỏng, nói về cảm ngộ nhân sinh, chỉ là chú ý chừng mực chút đừng để nó chết. Ô sơ kê. Tại sao ngươi lại muốn một con cá đầu to như ta chứ? Nếu ngươi muốn ngự thú phẩm chất cao gì, ta có thể tìm giúp ngươi. Hoặc là nói ngươi rốt cuộc nhìn chúng điểm gì ở ta, ta thay đổi được không? Một con đại hải béo ưu tú như ngươi, lẽ nào không có chút trí tuệ nào à? Ta biết vị trí của một số quái vật hải dương phẩm chất rất cao. Vậy đi, nếu ngươi không hài lòng thì đổi con khác, tới khi ký khế ước thì thôi, vậy được không? Thực ra ta cũng có thể hiểu ngươi, dù sao loại đại hải ưu tú như ngươi nhất định không đồng ý trở thành ngự thú cho người khác, ăn nhờ ở đậu người khác đúng không? Như vậy đi, muốn ta thả ngươi đi cũng không phải không được, nhưng ta có thể giúp ngươi hồi phục phẩm chất nếu ngươi không đồng ý ta cũng không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi theo bên cạnh, sau đó tìm cái hố vứt ngươi vào đó. Ngươi. Đây chính là không gian ý thức của con đại hải này sao? Hải dương vô tận này khiến người ta cảm giác như chết rồi vậy. Cũng chỉ có nơi này còn có thể cảm nhận được chút sinh lực. Đại hải, ngươi làm cái gì vậy hả? Hỗ sược, nhân lúc ta không chú ý vào đây, phàm nhân ti tiện. Ngươi chém ta thử xem. Tên này đẳng cấp chỉ có 50, phẩm chất hiện tại cũng chỉ có tinh anh, so sánh sức mạnh linh hồn có thể vẫn chưa mạnh được như mình, cho nên đối đầu thật sự chưa chắc nói trước được ai thảm hơn ai. Ngươi nói xem, huyết khế rốt cuộc có khí không? Ngươi nói ngươi có thể giúp ta hồi phục phẩm chất. Như vậy đi, nếu ngươi không tin, ta có thể hồi phục cho ngươi phẩm chất hoàn mỹ trước. Chỉ là sau khi ta giúp ngươi hồi phục phẩm chất rồi không được trả giá nữa. Không cần, nếu như ngươi dám lừa ta, ta tất nhiên có cách khiến ngươi sống không bằng chết. Ánh sáng kỳ lạ quá, chưa từng gặp qua loại huyết khế này. Hừ, ngươi có gan kỳ không? Ưm, ừ, đây là khế ước bình đẳng, đại hải sẽ hỗ trợ mình chiến đấu trong phạm vi năng lực cho phép. Đồng thời cũng có hạn chế thời gian nếu mình không thể giúp nó hồi phục mỗi cấp phẩm chất theo các mốc 10 năm, 100 năm, 300 năm, 1.000 năm, vậy huyết khế sẽ tự động giải trừ, đồng thời mình sẽ chịu phản phệ linh hồn. Dám chấp nhận huyết khế không hả? 1.000 năm, nực cười cho dù không hoàn thành được cũng là chuyện một nghìn năm sau rồi. Ký loại huyết khế này nhìn kiểu gì cũng là ta có lợi. Hử, có bộ phận thuộc tính trước đó không hiển thị được mở khóa rồi là vì sau khi ký huyết khế, mối liên hệ sẽ thân thiết hơn sao? Yêu cầu để tấn cấp phẩm chất hoàn mỹ. Trái tim xà long thú 10 năm. 100 tấn rong biển cỡ lớn sâu trong lòng biển. 10 tấn xương sống cá mập kim cang. Ngươi là heo à, chỉ nguyên liệu đã mấy trăm tấn, cùng lắm ngươi cũng chỉ nặng cỡ 30 cân là cùng, đậu má, lỗ chết ta rồi. Trước đó không phải ngươi nói biết một số địa chỉ của hải quái phẩm chất cao sao, bây giờ ngươi đã là ngự thú của ta rồi, chúng ta có vinh cùng vinh, ngươi dẫn ta đi đi. Hu hu hu, tài liệu của ta, phải nhanh chóng bắt hải quái bù mới được. Ba năm sau, trái đất, du châu. này, mấy người nói ngự thú lợi hại nhất thế giới hiện tại là ai? Tôi cảm thấy là Thái Dương Vương của khu Britain. Thái Dương Vương, không phải hắn bị Atula Hắc Ám của Hoa Luân đánh sao? Lần đó là bị đánh lén, bây giờ Hoa Luân bị cả thế giới truy sát, theo ta Thái Dương Vương mới là mạnh nhất. Nhưng mà nói thật, lớp ngự thú mạnh nhất thế giới hiện tại đều là người cổ thị tộc, sau này còn có đường cho chúng ta nữa không? Lẽ nào chúng ta thật sự phải trở thành người hạ đẳng? Nghe nói chính phủ liên minh thế giới đã chuẩn bị đề ra phương án mới, hình như có liên quan tới cổ thị tộc. Mấy người sao vậy hả? Nâng cao trí khí người ta hạ uy phong chính mình, nghe rác tai quá. Địa cầu chúng ta sao lại không có cường giả, du châu chúng ta có hai người, toàn thế giới cũng không ít, qua vài năm nữa, địa cầu chúng ta mấy tỷ người, mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết chúng. Vậy hai người mà anh nói là ai đây? Kỳ hàn võ của tập đoàn Nam Thiên, cao bằng tập đoàn Nam Thiên. Họ đều là ngự thú vương cấp của địa cầu chúng ta, ba năm trước cao bằng còn được gọi là đệ nhất cường giả. Ha ha! Kỳ hàn võ thì thôi đi, nhưng cao bằng tôi không phục nha. Nghe nói người của cổ thị tộc sắp tới thì hắn chạy vào thế giới hắc vụ, tới bây giờ không biết là sống hay chết, loại nhát gan như vậy cũng xứng là cường giả. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.